Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hai mày dâu quần một bà, Võ Văn Minh lại hùa với Phan Văn Mãi, chèn ép một phụ nữ, hèn. Như bản tin trước, Thời báo.de đã đưa tin sau khi hai lần gia hạn tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, lần 2 tháng và lần mới đây là 19, mà ngày Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn không thể có chứng cứ đủ thuyết phục kết tội bà Nguyễn Phương Hằng. Giám đốc Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty Đại Nam, hiện nay ông Phan Văn Mãi đang cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh tìm mọi cách để giữ bà Hằng lại và để nặng ra tội cho bà. Vụ bà Nguyễn Phương Hằng càng ngày càng lộ rõ hành vi trả thù cá nhân của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hơn là cơ quan này đang thực thi công lý. Ban đầu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ án cho thấy đó là sai quy trình tố tụng. Hành động được cho là cấu hành tội phạm của bà Nguyễn Thị Phương Hằng tại Bình Dương chứ không phải tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu muốn bắt bà Hằng thì Công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ cần hỗ trợ bắt bà Hằng giao cho Công an tỉnh Bình Dương chứ không thể tự ý bắt bà Hằng để đem đi xử lý. Đây là hình ảnh vào ngày 6 tháng 5, Công an tỉnh Bình Dương đã ôm hết hồ sơ điều tra bà Hằng giao cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 24 tháng 3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt bà Nguyễn Phương Hằng. Sau đó gần 1 tháng, tức là ngày 22 tháng 4, Công an tỉnh Bình Dương lại cho khởi tố vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Hai cơ quan điều tra ở hai địa phương khởi tố cùng một người và cùng một tội danh cho thấy bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã vi hiến thế nào. Lẽ ra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phải ôm hồ sơ bà Nguyễn Phương Hằng giao cho Công an tỉnh Bình Dương thì lại ngược lại, vào ngày 6 tháng 5, Công an tỉnh Bình Dương ôm hồ sơ điều tra về bà Nguyễn Phương Hằng giao cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi họp báo do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức vào ngày 6 tháng 5, chính ông Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết sẽ chuyển hồ sơ vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra theo thẩm quyền, ông cho biết. Như vậy, lẽ ra Công an tỉnh Bình Dương đã hết trách nhiệm với vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Thế mà ngày 9 tháng 6, Công an tỉnh Bình Dương lại đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng một lần nữa. Nhiều người không hiểu Công an tỉnh Bình Dương nhảy vào can thiệp vụ bà Nguyễn Phương Hằng làm gì nữa khi mà họ đã ôm hết hồ sơ điều tra giao cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh trước đó và không còn gì liên quan đến vụ án này cả. Đây là hình ảnh vào ngày 6 tháng 9, Công an tỉnh Bình Dương lại đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng. Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng cho thấy một bộ máy cầm quyền làm việc rất tùy tiện từ đầu. Cả Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Bình Dương đều làm không đúng. Hành động giao hết trách nhiệm điều tra cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh rồi giờ lại hô hào khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng được xem là cú đánh bồi của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vào bà Nguyễn Phương Hằng, vì những ngày qua trên các phương tiện truyền thông cho thấy ông Phan Văn Mãi đang bất lực trong vấn đề kết tội nữ đại gia nổi tiếng này. Không biết bên trong thế lực ông Phan Văn Mãi mạnh như thế nào, nhưng nhìn bề ngoài thấy ông Võ Văn Minh chỉ dọa Công an tỉnh Bình Dương đã ôm hết hồ sơ điều tra bà Hằng giao cho ông Mãi xử lý, thì có vẻ như ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương sợ ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là sự thật. Thêm vụ việc Công an tỉnh Bình Dương nhảy vào hùa với Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết tội bà Nguyễn Phương Hằng thì đấy lại là một lần nữa cho thấy lãnh đạo tỉnh Bình Dương đang lấy lòng ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khá rõ. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi và Võ Văn Minh đang cố vùi dập một phụ nữ. Từ những biểu hiện đấy, có nhà phân tích cho rằng thế và lực của ông Phan Văn Mãi rất mạnh. Tuy nhiên, theo ý của ban biên tập Thời báo.de thì đấy là cách làm cậy quyền cậy thế của ông Phan Văn Mãi. Cách làm này thiếu khôn ngoan, nếu không muốn nói là dại dột, trong lúc lò của ông Tổng đang cháy hừng hực, sẵn sàng thiêu đốt bất cứ thành củi gọc nào. Ông Phan Văn Mãi tiến thân như diều gặp gió, được là có thể có thế lực nâng đỡ phía sau. Tuy nhiên, lên càng cao thì dấu ấn và thế lực nâng đỡ càng ít dần. Lúc đó, với tính cách cậy quyền như thế thì quả thật không hay và có thể họa lại ập đến ông bất cứ khi nào. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Mãi quần mãi không xong một bà, hay mãi bất lực. Ông Phan Văn Mãi là người có quyền lực lớn thứ nhì tại thành phố lớn nhất đất nước. Với vẻ mặt giống cố Thủ tướng Phan Văn Khải, ông Mãi tiến thân như diều gặp gió và là nhân vật làm người ta ngán ngại nhất ở thành phố này. Ông Bí thư Nguyễn Văn Nên tuy là người đứng đầu thành phố nhưng ông không làm càn như ông Phan Văn Mãi. Với việc bà Nguyễn Phương Hằng phát livestream truyền hình trực tiếp tại Bình Dương, móng Phan Văn Mãi đã cho công an thành phố Hồ Chí Minh bắt bà Hằng là không đúng quy trình tố tụng. Tuy nhiên, ông bất chấp. Ông đã áp lực cho công an tỉnh Bình Dương phải ôm hồ sơ điều tra giao cho công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý. Đấy lại là cái không đúng. Lẽ ra công an thành phố Hồ Chí Minh phải ôm hồ sơ giao cho công an tỉnh Bình Dương vì hành động được cho là cấu thành tội phạm của bà Nguyễn Phương Hằng là diễn ra ở tỉnh Bình Dương. Hành động này được nhiều người cho rằng ông Phan Văn Mãi đang cậy quyền, cậy thế, làm cản. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi. Con người nóng giận bao giờ cũng mất khôn. Việc bà Nguyễn Phương Hằng livestream nhắm vào ông Mãi làm ông mất bình tĩnh. Chỉ 2 ngày sau khi bị nhắc tên, ông đã xua công an bắt luôn bà Hằng, cho thấy động cơ dùng quyền lực bịt miệng tiếng nói thật sự đã diễn ra. Không ai có thể truy tố được ông Phan Văn Mãi lúc này, tuy nhiên ý đồ của ông không giấu được con mắt của hàng triệu người dân. Bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng 3 tháng không khai thác được gì, công an thành phố Hồ Chí Minh cho tạm giam thêm 2 tháng nữa cũng không khai thác được gì. Sau đó bị buộc phải khởi tố bà Hằng để tạm giam thêm 19 ngày nữa, vì không khởi tố thì buộc phải thả bà Hằng ra. Đã gần 6 tháng nay, ông Phan Văn Mãi cho công an thành phố Hồ Chí Minh quần bà Hằng tơi tả mà chẳng thu thập được gì. Xem ra, ngoài việc bà Hằng có bằng chứng thuyết phục, bà còn là người phụ nữ vững vàng. Vào sáng ngày 6 tháng 9, các báo của nhà nước Việt Nam cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trả lại hồ sơ vụ án Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều số 331 Bộ luật hình sự, khung hình phạt cao nhất là 7 năm tù. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng. Cơ quan điều tra chưa đủ chứng cứ buộc tội nên Viện Kiểm sát yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ hành vi của một số người có dấu hiệu đồng phạm với bà Hằng, giải quyết việc công an Bình Dương đề nghị nhập hành vi của bà Hằng thực hiện tại địa bàn này vào vụ án công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra. Bà Hằng trước đây mang tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền, đến năm 2010 đổi tên như hiện tại. Bà là đại gia bất động sản, vợ của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi, có quốc tịch Việt Nam và Cộng hòa Ship. Từ xưa đến nay, khi mà quan chức chính quyền mà nhắm vào ai thì người đó không thể thoát. Vì tòa án, Viện Kiểm sát và công an điều tra đều là công cụ phục vụ cho mục đích của chính quyền, chứ không phục vụ cho công lý. Rất nhiều vụ án bất chấp chứng cứ, chỉ cần cấp trên ra lệnh là tòa án sửa theo mệnh lệnh mà không cần những lời bảo chữa khác. Tuy nhiên, với trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng thì có vẻ như ông Phan Văn Mãi đang bất lực về vấn đề đó, cho nên mới kéo dài đến 2 lần tạm giam, vẫn thiếu chứng cứ thuyết phục. Đây là hình ảnh ông Mãi quần Mãi không xong. Tuy bà Phương Hằng là thường dân nhưng bà lại là một đại gia có nhiều tiền, có quyền đấu với tiền tất nhiên khó hơn quyền đấu với những người không có tiền. Ngay cả khi làm kinh doanh, bà Phương Hằng cũng có cả luật sư tư vấn về mặt pháp lý cho công ty, thì khi bà bị bắt không có lý do gì bà không thuê luật sư giỏi để bào chữa cho bà. Đó là cái khó đối với cơ quan tố tụng hiện nay. Ông Phan Văn Mãi đang có quyền lực rất lớn, tuy nhiên ông đang dùng quyền lực ấy vào bảo vệ bản thân ông hơn là xây dựng hình ảnh một lãnh đạo có năng lực quản lý. Ông Mãi đã chọn cách không bền.